Xin chào 500 anh em, lại là Phẳng đây. Các ông ạ, nhiều ông cứ vinh ngược lên rằng ta đây là một tay hôn cử khôi. Thế nhưng nếu mà không biết hôn kiểu Pháp thì cũng vứt. Đừng có nói với tôi không biết hôn kiểu Pháp là gì nhé. Đó là kiểu hôn sảy đắm nhất, là ông vua bà chúa trong làng hôn hít. Từ nghiêng cổ, khóa môi cho tới cảm nhận mọi thứ bằng lưỡi. U là trời, cứ phải gọi là mê chữ ê kéo dài. Xong nhiều người cứ nghĩ rằng chỉ cần sang Pháp là sẽ được ăn cơm chó Pháp cả ngày. Tuy nhiên thì quan niệm này lại hoàn toàn sai lầm. Các ông có thể chiêm ngưỡng những nụ hôn Pháp ở công viên, ở đường phố hay là trong các nhà hàng sang trọng, nhưng tuyệt nhiên sẽ không thấy nó trong nhà ga. Nguyên nhân là gì ư? Cùng khám phá ngay bây giờ để biết câu trả lời nhé. Trước tiên, hãy cùng Phẳng ngó nghiêng xem nước Pháp mặt ngang mũi dọc như thế nào nhé. Pháp có tên đầy đủ trên giấy tờ là Cộng hòa Pháp, là một quốc gia có lãnh thổ chính nằm tại Tây Âu, cùng với một số vùng và lãnh thổ hải ngoại. Pháp có tổng diện tích lãnh thổ lên tới hơn 643.000 km² và trở thành quốc gia lớn nhất khu vực châu Âu với dân số rơi vào khoảng 67 triệu người. Quốc gia này là hàng xóm chung biên giới với rất nhiều nước như là Bỉ, Luxembourg, Đức, Thụy Sĩ, Ý, Monaco, Andorra và Tây Ban Nha. Nếu ai đó hỏi rằng Pháp có giàu không, thì xin thưa rằng Pháp không hề giàu mà là cực kỳ giàu công ạ. Quốc gia này luôn đứng trong top 7 các quốc gia có nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Thế cũng để hiểu lý do vì sao mà nhắc đến Pháp, người ta hay nhắc kèm với từ xa hoa diễm lệ. Tuy nhiên bên cạnh vẻ bề ngoài sang chảnh thì nước Pháp vẫn còn những sự thật ngã ngửa khác mà tôi dám chắc rằng chỉ những ai đã từng sống lâu năm ở đây mới thấm được. Vậy nên nếu ông nào không có 100 triệu trong tài khoản thì hãy thử làm chuyến du lịch qua màn ảnh với Phẳng để vén màn về những sự thật bá đạo tại nước Pháp nhé. Thứ nhất, nói không với việc thối lại tiền thừa. Nếu vào một cửa hàng bất kỳ nào ở Pháp mà cậu không mang theo tiền lẻ, vậy thì hãy chấp nhận việc các ông sẽ phải trả nhiều hơn so với số sản phẩm hay dịch vụ mà các ông dùng. Nguyên nhân là bởi ở quốc gia này không bao giờ có khái niệm thối lại tiền thừa. Họ cho rằng người bán không có nghĩa vụ phải trả lại số tiền thừa đó, mà thay vì vậy, người mua hãy nên đưa chính xác số tiền của món hàng đó. Nghe có vẻ vô lý, nhưng lại hết sức thuyết phục phải không nào? Vậy nên để không mất tiền oan tại nơi xứ người, thì hãy trang bị cho mình ít tiền lẻ các ông nhá. Thứ hai, có thể kết hôn với người chết. Các ông ạ, nếu như ở Việt Nam nhà ta, mấy chị em ê sắc ế đều đua nhau đi cắt duyên âm để mong lấy được mống chồng thì ở bên Pháp, người ta lại đi kết hôn với cả người chết nữa cơ đấy. Theo đó thì luật pháp nước này cho phép người sống được làm giấy đăng ký kết hôn với người chết với điều kiện là các ông phải chứng minh được rằng người chết có ý định kết hôn với mình khi còn sống và đương nhiên là có sự đồng ý của gia đình hai bên. Tuy nhiên để tránh tình trạng kết hôn vì trục lợi thì người sống không được hưởng tài sản của người đã chết, kể cả hai người trên danh nghĩa là vợ chồng. Điều luật này được ra đời kể từ năm 1959 dưới thời vua Napoleon. Khi đó một vụ tai nạn đã khiến cho 420 người thiệt mạng. Trong đó một người phụ nữ mất vị hôn thê của mình đã đệ đơn để xin được kết hôn với người đã chết. Và cuối cùng thì vua Napoleon đã cho thông qua đạo luật này. Nghe cứ như kiểu hủ tục minh hôn như ở bên tàu ấy không nhỉ? Đúng là Tây hay tàu thì cũng đều có những điểm giống nhau mà thôi. Tiếp theo sẽ là một luật cấm mà các cặp đôi cần hết sức lưu ý khi đặt chân đến quốc gia này. Thứ ba, cấm hôn nhau ở nhà ga. Mặc dù Pháp được mệnh danh là quốc gia lãng mạn nhất thế giới, tuy nhiên có một điều ngược đời là việc các ông các bà mê nhau ở nhà ga là bị coi là phạm pháp. Nguyên nhân ra đời của điều luật khó hiểu này là bởi vào năm 1910, một cặp đôi trước khi chia ra đã ôm hôn tạm biệt nhau lâu đến mức khiến cả đoàn tàu bị chậm giờ khởi hành để đợi chàng trai. Cũng từ đó về sau, để đảm bảo các chuyến tàu luôn đúng lịch trình, thì các nhà ga trên toàn nước Pháp đã đưa ra luật cấm hôn nhau ở trong sân ga. Song ngày nay để chiều lòng các thượng đế cũng như là thỏa mãn nhu cầu chính đáng của các cặp đôi yêu nhau, thì một số nhà ga ở Pháp đã có luôn một khu vực riêng để mọi người thoải mái bày tỏ tình yêu trước khi chia ra. Bởi biết đâu ngày trở về họ không còn bên nhau nữa thì sao không nhỉ? Còn bây giờ sẽ là một phương pháp cực kỳ hiệu quả cho mấy ông anh trai mắc chứng chán ăn. Thứ tư, nhà hàng khỏa thân. Công ạ, với vị trí là một quốc gia châu Âu có những tư tưởng thoáng mát và tiến bộ, thế nhưng ít ai ngờ được rằng quốc gia này lại có hẳn một nhà hàng để phục vụ những bữa ăn hình thể không thể nào nóng bỏng hơn được nữa. Theo đó thì vào năm 2017, một nhà hàng có tên là Ona Chuel đã khai trương ở thủ đô Paris nước Pháp. Điều đặc biệt trong nhà hàng này là tất cả các thực khách đều được thưởng thức đồ ăn trong trạng thái không mảnh vải che thân. Loại vải duy nhất được phép xuất hiện tại nhà hàng này đó chính là những chiếc khăn trải bàn. Và chỉ với 57 đô la, các ông đã có thể có ngay một bữa ăn phồn thực với hai tiêu chí vừa ngon miệng mà lại vừa ngon mắt. Yên tâm là lối vào nhà hàng và các cửa sổ đều được che chắn kín đáo bằng rèm cửa, nên dù mấy ông ở ngoài có muốn thì cũng không thể nào nhòm ngó được vào đâu. Nghe có kích thích không chứ?
có ông nào muốn đi không nào. Sau tin buồn cho các ông là cửa hàng này do vấp phải nhiều sự chỉ trích nên đã phải đóng cửa không lâu sau đó. Đúng là phí của giời các ông nhỉ. Thứ năm, ốc sên là món ăn quốc dân. Nhắc tới ốc sên, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới những món ăn vỉa hè trên đường phố Việt Nam đúng không nào? Thế nhưng ở đây, tôi lại đang muốn nhắc tới một món đặc sản trừ danh của nước Pháp hoa lệ này. Đặc biệt, nó đã trở thành món ăn ưa thích đối với tầng lớp thượng lưu. Theo các cuộc khảo sát thì trung bình cứ một người Pháp sẽ ăn tới 500 con ốc sên mỗi năm và thường thì chúng được sử dụng trong những món khai vị. Trong đó ốc sên nướng bơ tỏi được coi như là món ăn chứa đựng tinh hoa của nước Pháp. Và thường để thưởng thức đặc sản này thì tốt nhất là các ông nên tìm đến một nhà hàng ở Pháp. Đó sẽ là nơi cho ra lò những con ốc sên thơm ngon bổ dưỡng mà chắc chắn các ông không thể tìm thấy hương vị này ở đâu. Không ăn thì thôi, chứ một khi đã ăn là nghiền. Có ông nào xem tới đây mà thèm nhỏ dãi ra chưa? Vậy thì con chần chờ gì mà không bay ngay sang nước Pháp mà nhẹ ốc đi nào. Tiếp theo là một quan niệm cần đặc biệt lưu ý cho các tín đồ thời trang. Thứ 6. Cấm mặc đồ mới vào thứ 6. Được biết đến nhiều nhất với biệt danh là kinh đô thời trang, thế nhưng tại nước Pháp lại đang tồn tại một quan niệm thâm căn cố đế mà hầu như ai cũng không dám làm trái, đó là không mặc đồ mới vào thứ 6. Nguyên nhân là bởi người Pháp cho rằng thứ 6 là một ngày đen đủi trong tuần, còn trang phục lại là một món quà tốt đẹp, cho nên không thích hợp để hai thứ này hợp vào làm một. Kể cả ai đó có sắm một bộ cánh mới vào tối thứ 5 và rất hào hứng để diện thử vào ngày hôm sau, nhưng chắc chắn họ sẽ đợi đến ngày thứ 7. Khi phố lên đèn thì dân chơi mới lên đồ. Thứ 7. Vào tù vì vứt bỏ đồ ăn. Có thể nhiều người không biết, ngoài thời trang ra thì người Pháp có một tình yêu đặc biệt với ẩm thực. Do đó mà quốc gia này còn cho thông qua một đạo luật, hiểu nôm na là cấm vứt bỏ đồ ăn. Luật này thì được áp dụng với bất kỳ loại thực phẩm nào, kể cả các cửa hàng có ế hàng thì cũng không được phép vứt bỏ. Thế vì vậy họ sẽ phải tìm cách bảo quản đồ ăn dùng dần hoặc không thì đem cho. Nếu ai có ý định vứt bỏ đồ ăn sẽ bị trừng phạt tùy vào mức độ và số lượng. Nhẹ thì có thể là vài nghìn đô, nhưng nặng thì rất có khả năng là trúng ngay tấm vé độc đắc đi nghỉ dưỡng trong nhà đá nước Pháp đấy nhé. Thế mới thấy rằng thật may mắn khi được ở Việt Nam các ông nhỉ. Chứ không mà lại ở Pháp thì có khi vào tù từ lúc nào không hay ấy chứ. Thứ 8. Cấm lật ngược bánh mì. Cũng giống như phở ở Việt Nam, pizza ở Ý, doner kebab ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì khi nhắc tới nền ẩm thực ở nước Pháp, chắc chắn là không thể không nhắc tới bánh mì baguette. Đây là một thứ không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người Pháp. Tuy nhiên, có một sự thật ít người biết rằng khi ăn bánh mì baguette, người Pháp lại có những quy tắc ngầm mà không ai được phép phạm phải. Đó là không bao giờ được lật ngược bánh mì baguette. Theo quan niệm của người Pháp thì việc chiếc bánh mì bị lật ngược sẽ đem đến những điều không may mắn trong tương lai. Mặc dù không rõ là vì lý do gì, nhưng khi dùng chung bàn ăn với người Pháp, các ông hãy lưu ý điều này kẻo lại bị tống cổ về nước đấy nhé. Và đó là những sự thật ngã ngửa tại nước Pháp. Các ông thấy ấn tượng nhất với điều gì tại nước Pháp hoa lệ này thì nhớ là comment ngay cho anh em cùng biết với nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của video cũng xin phép được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại 500 anh em trong các series đọc và lạ tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì bye bye!